Kênh tạp chí online xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến mẹ và bé. Cái chủ đề này thì nhiều mẹ rất là quan tâm và thắc mắc, có nhắn tin hỏi mình. Thì bây giờ mình sẽ làm để cho các mẹ tham khảo. Đó là vấn đề về chuẩn bị đồ lúc chúng ta đi sinh nhé. Thì lúc chúng ta đi sinh thì chúng ta phải chuẩn bị 3 vấn đề cơ bản. Thứ nhất là chuẩn bị giấy tờ cần thiết trong giỏ đồ sinh của mình. Khi đi sinh thì chúng ta nên mang theo các giấy tờ sau nhé. Thứ nhất là chứng minh nhân dân, thứ hai là bản sao sổ hộ khẩu, thứ ba là thẻ bảo hiểm y tế. Và lưu ý các mẹ nên photo cho mình từ 2 đến 3 bản sẵn nhé, để chúng ta thuận tiện khi chúng ta làm thủ tục nhập viện này, làm giấy chứng sinh cho bé. Và chuẩn bị vấn đề thứ hai là chuẩn bị đồ sinh cho mẹ bầu. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị là trang phục. Trang phục thì các bạn chuẩn bị cho mình là quần áo mặc ở viện này, quần áo lúc chúng ta xuất viện, 5 chiếc áo lót là dùng riêng cho mẹ, cho con bú nhé, để mình chúng ta thuận tiện cho con bú, 4 đến 5 đôi tất để chúng ta đi vào chân, để khi chúng ta sinh xong thì chúng ta hay dễ bị cảm lạnh hoặc những vấn đề mà chúng ta lạnh chân đó, thì chúng ta phải đi vào bàn chân cho mình để chúng ta giữ ấm. Tiếp theo là 3 đến 4 lốc quần áo lót loại dùng một lần các bạn nhé, quần lót dùng loại dùng một lần đó. Và thứ hai là chuẩn bị vật dụng vệ sinh cho mẹ bầu. Sau ở dưới đây thì mình sẽ liệt kê một số cái vật dụng cần thiết để chúng ta chuẩn bị khi chúng ta đi sinh. Đó là 3 bịch băng vệ sinh dùng cho bà đẻ, 2 đến 3 chiếc khăn tắm, 2 đến 3 chiếc áo giữ ấm cùng với khăn choàng nhé. Nếu như đi sinh vào mùa lạnh thì chúng ta nên chuẩn bị và 1 đến 2 chiếc khăn mặt. Tiếp theo là dung dịch vệ sinh phụ khoa. Ba nữa là lược chải tóc này, kẹp tóc và bấm móng tay, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, và nước súc miệng, nước muối sinh lý á, chúng ta phải chuẩn bị sẵn những cái đó nhé. Và một vấn đề thứ ba mà các mẹ phải chuẩn bị đó là chuẩn bị đồ đi sinh cho bé của mình. Thì đồ đi sinh chúng ta chuẩn bị quần áo cho bé. Ở một số bệnh viện thì họ sẽ phát cho mình tầm 1 đến 2 bộ quần áo cho bé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình khoảng tầm 5 bộ. Một bịch tã giấy sơ sinh các mẹ nhé, 2 đến 3 cái mũ hoặc là 3 đến và 3 đến 4 bộ bao tay ấy, và chân đó, 2 và 3 chiếc khăn mềm cổ lớn để chúng ta quấn giữ ấm cho bé, khoảng 10 cái khăn xô nhỏ và 1 đến 2 khăn xô lớn để mình lau cho bé sau khi tắm, một bộ gối mềm và sữa tắm cho bé. Ở bệnh viện thì một số bệnh viện cũng có sữa tắm rồi, còn nhưng mình vẫn cái chủ động mình chuẩn bị cho bé một chai sữa tắm. Và hầu như các mẹ sinh thường hay sinh mổ á, thì hầu như nhất các mẹ đều từ 2 đến 3 ngày chúng ta mới có sữa, nên các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái hộp sữa công thức dành riêng cho trẻ sơ sinh, gồm có cả bình sữa nhá, muỗng sữa, ly và dụng cụ rửa bình, dung dịch rửa sinh rửa vệ sinh cho bình á, để phòng khi mình chưa có sữa để mình có sữa cho con bú. Và một khi đồ vài đồ dùng khác như là bông gòn này, tăm bông này, tơ lưỡi, nước muối sinh lý và kem chống hâm cho bé. Trên cái video đó là những cái vài cái mà vật dụng và những cái cần thiết để mình liệt kê. Mình đã từ từ cái bản thân của mình đã liệt kê ra và mình đã có kinh nghiệm những cái nào không cần thiết và những cái nào cần thiết thì mình đã liệt kê ra trên kia, và các bạn hãy chuẩn bị cho bé vào trước 1 tháng các bạn nhé, để chúng ta có là giúp cho thời gian chuẩn bị chu đáo mọi việc để chúng ta chủ động, chẳng may chúng ta có chỗ điều chỉnh dạ sớm thì chúng ta cũng có đồ sẵn để chúng ta đi đi sinh nở nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn nhớ chia sẻ cho nhiều bạn sắp và đang dự định sinh con để tham khảo nhé. Và sắp tới thì mình sẽ làm rất là nhiều video liên quan đến mẹ và bé. Các bạn nhớ ấn like và ấn chuông để đăng ký kênh để xem các video tiếp theo của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.